Ôi, ăn con cá. Cái sừng của nhất là cái sừng của nó hút một phát là chết luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó mà hút một phát là chết luôn. Mặt như con mèo không? Không, con heo đâu. Xin chào anh chị em người dân và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Đã rất lâu rồi mình không ra video và cũng có rất là nhiều bạn quan tâm và hỏi thăm mình. Thì hôm nay lời đầu tiên mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã yêu mến mình, đã quan tâm mình. Thì gần một tháng nay là lý do là bị tai nạn các bạn. Bị tai nạn rất là nặng, không có đi lại được. Đó, hai cái đầu gối nó sưng ù. Hôm nay là đi lại tạm tạm rồi. Còn cái đầu á, hiện tại thì 3 cộng 2 vẫn bằng 5. Nhưng mai mốt 3 cộng 2 bằng 6 á. Các bạn các bạn bỏ qua ha. Bây giờ thì nó vẫn đang ổn định. Nhưng mà mai mốt thì không biết sao. Chưa ăn nó ăn rồi thì được. Còn ăn rồi nó chưa ăn là mệt, bể bụng. Rồi các bạn. Và cũng rất lâu rồi mình không làm video, thì hôm nay cũng đang mệt, nhưng mà mình có rất là nhiều bạn hỏi tại sao không ra video. Lý do là như vậy nha các bạn, mình bị tai nạn, chứ không phải là mua bán kênh hay gì hết. Bị tai nạn mình mất rất là nhiều, mất đồ quay nè, điện thoại nè, rồi tiền bạc, nhưng mà không sao, vẫn còn cái mạng để nói chuyện với các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc có rất là nhiều bạn hỏi chụp hình để gửi con chim đó qua cho mình xem là con chim gì. Thì những bạn nào chưa biết con chim gì, muốn biết tên của nó, hãy xem hết video này. Ở đây mình chia sẻ các bạn cái cách nhận biết cực kỳ đơn giản, và chỉ cần nhìn con chim bằng gõ vào tìm kiếm là nó sẽ ra. Nhưng nếu mà bạn không biết con điểm để nhìn những cái con chim thì bạn tìm kiếm hoài không thấy, thì bạn không biết con chim gì. Nhưng ở đây mình đã chia sẻ các bạn những cái điểm nổi bật để mình nhìn vào con chim và mình gõ vào đó, bạn sẽ tìm kiếm trong bất kỳ một trang mạng nào nó đều cho ra kết quả. Các bạn hữu ích lan tỏa video này ra, thấy hay cho mình một like. Các bạn, như con chim, nếu bạn bắt được một con chim, không biết cách làm sao để biết con chim đó là chim gì, nó có 4 điểm để các bạn nhìn vào. Bạn chỉ cần nhìn vào 4 điểm này, nó khác những cái con chim khác, thì bạn sẽ tìm kiếm nó rất là nhanh. Điểm đầu tiên đó là cái đầu. Nếu bạn nhìn vào cái đầu thì thường con chim nó sẽ có đầu đen này, đầu đỏ này, đầu vàng này. Bạn sẽ gõ vào chim đầu vàng, nó sẽ ra tất cả các con chim đầu vàng cho bạn thấy. Hoặc là chim đầu đỏ, sẽ ra tất cả các con chim đầu đỏ cho bạn thấy. Đó là điểm đầu tiên ở cái đầu nha các bạn. Và điểm thứ hai là cái đuôi của nó. Nếu bạn nhìn thấy con chim đuôi dài, bạn sẽ gõ vào từ tìm kiếm là chim đuôi dài, nó sẽ ra tất cả các cái trang cho các bạn xem đó là con chim gì. Bạn nhìn con chim đó giống với con chim của mình là ok. Đó là điểm thứ hai. Còn điểm thứ ba là cái gì ạ? Cái mỏ. Bạn nhìn một cái mỏ này, cái mỏ con chim nha. Các bạn, mình nhìn vào mỏ con chim, thường có những con chim mỏ quắm nè, như con vẹt này thì là mỏ quắm này, rồi còn những con yên nhung nó cũng mỏ quắm, hay là những con bộ ăn thịt đấy các bạn, bộ săn mồi là chim nó mỏ quắm. Thì bạn chỉ cần gõ vào cái từ chim mỏ quắm, nó sẽ ra đó, nó sẽ ra rất là nhiều con chim mỏ quắm cho các bạn xem, con chim nào giống như con chim của bạn vừa bắt được hay không. Rồi đó là điểm thứ ba. Và điểm thứ tư là con mắt.
Các bạn, bình thường những con chim nó có con mắt đen, nhưng mà nếu mà mắt đỏ thì bạn sẽ gõ vào mắt đỏ. Hoặc là những cái mi á các bạn, có nhiều con chim nó có cái hỏa đây này, giống như con chim hỏa mi à, thì là con chim mi mắt vàng, nó không có hỏa nhưng mà nó cũng kêu con chim mi mắt vàng đó. Đây là hỏa mi mắt vàng, là cái mắt nó vàng hoặc là hồng à, hoặc là đỏ. Chứ còn đen thì rất là nhiều nha các bạn. Đó là điểm thứ tư. Và thêm một cái điểm này nữa là điểm ở bộ lông các bạn. Bộ lông thì thường những cái cánh con chim nó đều có những cái màu sắc, nhất là những con trống. Ví dụ chim cánh đỏ này, hoặc là chim cánh xanh này, đó. Rồi là chim cánh vàng này, nó đầy đủ hết ở trên cái cánh. Mình chỉ cần nhìn vào 5 điểm đó thôi. Các bạn mình tìm kiếm rất là nhanh mà nó sẽ ra đúng kết quả cho mình. Còn nếu bạn không nhìn những cái điểm đó, bạn tìm kiếm nó sẽ không ra, mà bạn gõ hoài cũng không thấy. À các bạn à, hữu ích cho mình một like. Hôm nay mình cũng đang hơi mệt, video đến đây tạm dừng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Những bạn nào có câu hỏi gì cứ để lại bình luận bên dưới, sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Rồi xin chào tất cả các bạn nha.